xuất hiện. Ủa, ba anh em nữa. Rồi, quá rồi. Nhóc luôn rồi. Rồi, vô rồi, vô rồi. Ý, vừa rồi con cá gì đẹp ghê đẹp. Quen, để Linh bắt cho con vậy xem. Cá này nè, để Linh gốc thấy gốc cây ra cái đây. Ủa, con cá này màu đẹp thiệt chứ. Thì Linh bắt ra tại chỗ, Linh thả luôn. Con cá này giống cá coi quá nè. Màu bạc. Màu bạc đẹp ghê luôn. Con cá này màu bạc nè. Đi gần, Linh lấy gần chút. Đẹp ghê không? Này giống cá coi quá, không biết phải không à. Ồ, đẹp hết hồn rồi chứ. Ồ, Linh mà có hồ à. Ha, Linh gần nhà đó, chạy nhà thả. Ồ, đẹp. Thôi, thả nó. Linh thả nó về nha. Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước, trên kênh của Minh Khôi Vlog. Thì hôm nay Linh đi chài kiếm mồi đi đặt lập bếp. Thì đặc biệt hôm nay nó là Linh chài mồi của ông lão Triệu View. Mong rằng là nay Linh chài mồi của ông lão Triệu View có cá nhiều như có bác anh chị. Thì Linh mời cô bác anh chị theo chân Linh đi chài cá nha. Thì ngay chỗ này không, ngay chỗ này chỗ ngã năm, thì Linh sẽ chài hai bãi sát bên nè. Để Linh quay camera lại cho cô bác anh chị xem. Đó, cái bến này là cái bến đầu tiên nè. Thì cái cầu nè, cầu vượt nè. Đó, ngay chỗ này ngã năm nha, tới năm ngã lận. Rồi ngay chỗ này không là hai ngã nè. Chỗ này nè. Rồi đó một ngã là ba. Rồi ngay chỗ cái phù sậy ngay lên là một ngã là bốn. Rồi ngã ở đây nữa là năm ngã. Thì cái bến thứ hai thì giờ Linh sẽ quăng ngay đó, ngay lỗ đó. Hai bến sát bên nè. À, không biết hai bến sát bên không biết ra sao đây. Bây giờ Linh đi quăng nha. Đầu tiên sao thấy giùm ru à. Rồi không có nghe gạch gì luôn. Lý nào không có kéo nhẹ tay à. Rồi luôn rồi, hiểu luôn. Hay là nãy có chiếc cô bé đi ngang. Ê, có nha, có nha, có nha. Hai em có lúp lụm. Ngày dính, ngày gánh, còn cua cá đôi nữa. Quá là gác rồi. Ôi dồi ôi, sao mày gác nhiều như vậy. Cái này gác quá, trời gác quá. Trời ơi, cua gác này. Cái này là gác, cái này là gỡ ngáo luôn á. Thì ngay chỗ này hai con nãy nè. Đó, chỗ đó hai con. Thì cái đầu tiên là lượm được một em lao kiến nè. Chắc do chiếc cô bé nãy đi ngang.
lấy cái gào nó sọt nó bươi đi á, nên là cá nó nên đi gác nó gì nè. Con cá này cá trôi nè, không gịch luôn. Trời ơi mày dành nó bự đã không. Nói chung là cái chài này có mấy con à, rồi để Linh xử lý cái đống rác này nha. Rồi xử lý xong rồi Linh qua bên cái bến ngay chỗ đó đó, rồi Linh quăng cho các anh chị xem. Cái linh nó nhảy quá trời luôn. Cái này mà phải có cái chài nhỏ. Ngay cái chỗ này nó thấp quá Linh, cầm không thấy cái chài. Không nghe gịch gì luôn. Đừng nó giống như cái chài nhỏ. Có ở cái chài thứ nhất. Rồi. Lội luôn. Vô cái cây. Trời ơi. Vô nguyên gốc cây luôn. Không chừng biết nó có gà không nè. Đó, đó. Đụng cá, đụng cá. Có đụng cá anh em ơi. Lội xuống mà thấy đụng cá là thấy mừng rồi. Ghê đẹp. Khoan. Để Linh bắt cho con vậy xem. Này. Nè, Linh gốc thấy gốc cây ra cái đây. Ủa cá này màu đẹp thiệt chứ. Để Linh bắt ra tại chỗ Linh thả luôn. Con cá này giống cá coi quá nè. Màu bạc. Màu bạc đẹp ghê luôn. Con cá này màu bạc nè. Để gần chút. Đẹp ghê không? Này giống cá coi quá, không biết phải không à. Ồ đẹp hết hồn rồi chứ. Ồ Linh mà có hồ à. Ha Linh gần nhà đó, chạy nhà thả. Ồ đẹp. Thôi thả nó. Linh thả nó về nha. Đó đi đi mày. Đi đi. Chài này nhóc cá thật luôn. Có lý. Lại cái bến cũ. Cái bến đầu tiên nè. Là cái bến đầu tiên gỡ cá luôn. Rồi xách con tài nữa. Nói chung là cái này bổn. Cá trôi nè. Mày dảnh nè, mày vinh nè. Đó. Trên đó nữa nha.
ở đây nữa nè, rồi ở dưới này nữa nè, nó đã không, ở dưới nữa. Rồi để Linh gỡ cái chài này nha. Về cái vũ cá rồi bắt cá thôi. Đó, cá tao quăng, cá quăng về đây nè. Mà cái hàng hàng xóm á, hôm qua điện lên, hôm qua đi chài một ngày luôn. Mấy ngốc này thả lại, không đắng. Mà không có, mà không có cá nào rồi. Thì lên lụm ba ngốc đắng rồi nè. Rồi, ngốc đắng còn nào nói bành bành không? Bành bành không? Đã không? Nó thôn rồi chứ. Lụm lên thả lại. Quá trời cái mưa này rồi. Quá trời cái mưa này cô bác anh chị ơi. Đó, cái Linh nhảy ra đó. Hết hầu cây mưa luôn rồi, không thể nào tả nổi luôn rồi. Mới quăng được cái chạy thứ ba à. Mưa cái này là thua luôn rồi. Nói chung là cái bến này được ba con thì cũng được một con cá phi đó. Đây nè, được một em phi với được một con mì Vinh, con mày rảnh nữa. Đây, hai con mày Vinh không à. Đó thì nói chung là chài này ba con rồi, để tinh thủ gỡ cái chài này nha. Giờ cái mưa này quá trời luôn rồi nè, tôi cho cô bác anh chị xem nè. Đó mà cái cảnh này mới dữ nè, rồi lâm găm luôn rồi, tới luôn rồi đó, tới luôn rồi. Giờ Linh lỡ rồi, bỏ mồi rồi, Linh quăng bãi hay bãi nữa Linh nghỉ luôn. Go.
vịt luôn. Trong dưới hết cá luôn. Đó, được có rô mè. Ôi ôi. Hai má cá phi bự hơn không? Hai con. Có lý. Được hai cá phi con cá rô. Hết nói nổi cá rô luôn rồi. Cá rô. Lỗ chạy 5 phân mà dính cá rô là cô bác chị biết rồi đó, cá rô bự cỡ nào đó. Đây con cá phi nè. Đây đây con cá phi. Lời chạy này lời rồi. Con này bự. Rồi còn một chạy nữa. Cứ nghỉ luôn con bánh chê, lạnh rồi. Cá chài cá té luôn. Cua cá té luôn. Thì có hay không là quan trọng nè. Rồi im gu luôn. Không nghe giật gì đó. Đó. Mới nói xuất hiện liền. Đó. Chị thấy 4 con rồi đó. Ồ, lô kiến, lô kiến. Ồ, ôi, cái chạy mày nhiều nha. Hai con lô kiến luôn. Ồ, nó đã. Chắc là bự bự không ạ? Vô rồi, vô rồi. Lên lụm cá. Cá nó lọt, lên lụm cái liền lên luôn rồi. Đây, 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 đây. Chài này ngon. Đây được mấy con cá. Đây một con nè. Hai nè. Đây nguyên chùm nè. Hai cái lô kiến luôn. Nè. Có đã không? Rồi giờ để gỡ nha. Cái chài cuối gì mà có lý. Trời ông đó. Chứ mưa hoài. Lạnh này nghỉ của bán chưa. Một lô kiến ấy trời ơi. Cái răng vô mắt lên luôn rồi. Chị xem giải trí của anh chị không có cá.
cá nhiều. À, chạy cuối của Lý nó đó thôi, hơi khó nhìn. Rồi để Linh đổ cá này cái Linh cho cô bác. Rồi giờ Linh cho cô bác anh chị xem kết quả của Linh. Tối cá mày rảnh mà ở dưới á đi với cái nắp làm hết ở dưới á. Nó mưa nè đó, điện ghê không mà hên có cái là nãy ông gào qua con cái à. Giờ lớp là gió nữa, giờ Linh lạnh rồi. Thì bây giờ Linh nay Linh nghỉ sớm, giờ có bao nhiêu thì xài nhiêu chứ sao giờ. Giờ Linh kết thúc video đây nha. Rồi quay qua tới thui luôn rồi nè, vì trời chuyển mưa đó. Nói chung là cái video này của bác anh chị xem giải trí thôi nha. Cá thì không có nhiều, thì cũng có mấy chài thôi à. Hẹn cô bác anh chị làm cái video sau.